Hi Uncle. Hello. Các bạn biết không, mình vừa tìm được một cái tea cart hả? Một cái bàn mà bàn trà mà kiểu xưa, vintage xưa lắm nha các bạn. Trời ơi, tìm thiệt là lâu. Nó có bán một hai cái nhưng mà không có vừa ý, hoặc là nó mắc tiền quá. Sáng nay mình đi pick up về. Nó cũ như thế này, nó very cũ. Nó xưa thiệt là xưa, cho nên về mình phải làm sạch sẽ lại. Rồi anh cô gỡ ra từng 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 miếng như thế này, anh cô sẽ san nó nha. Mài cái lớp gỗ ở ngoài rồi làm mới nó lại, các bạn chờ đón xem nha. Cái gỗ đen thui mài ra trắng tươi nha các bạn, rất là đẹp. Rồi cái xong cái gỗ này mình sẽ suy nghĩ là mình nên nhuộm nó lại hay là mình sơn nó lại màu khác đi. What do you think honey? Stain. Stain hả? Ôi stain không đẹp đâu. I like white. Màu trắng đẹp hơn. Ok. Vậy là sau một hồi suy nghĩ thì nhà mình quyết định là sơn cái tea cart này màu trắng nha các bạn. Mình nghĩ là màu trắng nó sẽ đẹp hơn cho nên quyết định sơn màu trắng. Rất là thích với cái kết quả này. Nó làm cho cái tea cart cũ của mình tươi sáng lên liền luôn ấy. Đó, nó có hai cái cánh nè. Cái bàn này nó có hai cái cánh hai bên ha. Mình có thể để lên để xuống gì cũng được, muốn cho nó bự lên. Rồi cái có bánh xe, có cái cây, có cái tay cầm để mình đẩy nó, mình kéo nó ha. Đó. Vậy là nhà mình có một cái bàn trà mới rồi. Cái cách sơn thì cũng giống như những lần trước mình sơn những cái món đồ khác thôi ha, một xem một màu nước sơn rồi phải dùng cái máy sơn thôi. Honey, put the lip down, honey. Put the lip down. Tea time. Đó, xong rồi, set up xong rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video nhà mình làm mới cái bàn trà cũ nha. Thank you Uncle. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Thank you. Bye.